Rất hân hạnh được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Hùng bán nhà ở Vấp Và, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày hôm nay thì Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà phố hiện đại nằm trên trục đường Cây Trâm, phường 9 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà chúng ta này. Căn nhà chúng ta với diện tích ngang 4m2, nửa hậu 4m5 và độ dài của nó là 14m và thiết kế là 1 trệt và 3 lầu. Những nhà chúng ta là hướng Tây, phù hợp với những ai phong thủy là Tây tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà chúng ta. Căn nhà chúng ta nằm trong một khu mini phố rất đẹp, đường rộng, hẻm thông, kinh doanh buôn bán được. Và chúng ta để ý mặt tiền nhé. Và đây là con đường này. Con đường nhà của nhà mình thì là một con đường nhựa 6m thông, đường thông luôn nha mọi người. Xe hơi, xe tải ra vào và tránh nhau thoải mái. Đường rất là rộng rãi, đường hai xe hơi tránh nhau tốt cho mọi người. Hướng nhà này là hướng Tây, phù hợp với chúng ta không chỉ là Tây tứ trạch. Và căn nhà chúng ta thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Và mình sẽ mời mọi người chúng ta di chuyển vào bên trong. Thì phía trước này chúng ta có một lớp cổng sắt, và sát với lớp cổng sắt chúng ta có một lớp cửa nhôm Sinfa. Và nhà mình thì thiết kế 1 trệt 3 lầu với công năng sử dụng là khu vực phòng khách và khu vực đậu xe dưới tầng trệt, 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng Tây, hướng như là không chỉ là Tây tứ trạch. Đây là căn nhà thiết kế và xây dựng rất là đẹp, chúng ta để ý nhá. Thì ở đây chúng ta có một cái khu vực không gian phòng khách và cái khu vực đậu xe dưới tầng trệt này làm suốt luôn nha, rất là đẹp và sạch sẽ. Phía dưới chúng ta có ốp gạch bóng kính 80. Và nhà mình thì tặng khu nội thất như là sofa này, bàn ăn, tủ giày dép này, tủ nón bảo hiểm này. Có những thứ trang trí trên tường như là đồng hồ, rồi tranh ảnh. Và có khu vực tủ kệ tivi. Đây cũng là khu vực tủ kệ tivi này mọi người. Và hai bên đường chúng ta ốp gỗ và ốp giả gạch giả đá rất là đẹp và sang trọng. Và nhà mình thì xây rất là chắc chắn và kiên cố nha, căn nhà xây rất là mới. Và mình di chuyển vào bên trong, không gian bên trong căn biệt thự mini phố này nha mọi người. Căn nhà rất đẹp và thiết kế bố trí không gian vô cùng sang trọng, nằm trên trục đường ngay ngã tư Cây Trâm và Phạm Lê Văn Thọ, phường 9 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Phía dưới cầu thang chúng ta có khu vực tiểu cảnh này. Và di chuyển về phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng bếp, và cầu thang chúng ta sử dụng là tay vịn được làm bằng gỗ sồi, mặt đá hoa cương và kính cường lực 10 ly. Hai bên tường khu vực cầu thang này chúng ta có những cái khu vực ốp gỗ này, và có khu vực không gian phòng bếp rất là rộng phía trong đây, với một bộ bàn ăn 5 ghế và có bàn luôn tặng lại khi chúng ta mua. Trên tường chúng ta trang trí ốp gạch rất là đẹp và sang trọng. Phía bên này chúng ta có khu vực không gian phòng bếp thì có tủ kệ bếp màu trắng và có mặt đá bếp và khu vực bồn rửa cũng như là khu vực đặt bếp. Tủ kệ bếp rất là sang trọng và hiện đại. Chúng ta đang tham quan căn nhà phố hiện đại với diện tích ngang 4m2, độ dài là 14m và nửa hậu là 4m5, đúc trệt 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà này đang được bên Hùng chào bán với giá là 6 tỷ 480 triệu đồng, còn thương lượng với anh chị chủ nhà. Và căn nhà mình thì phía sau cũng có khoảng những trời rất là rộng này mọi người, và có camera quan sát luôn nha. Nhà mình được lắp hệ thống camera rồi nha mọi người. Và phía sau đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh phía sau. Đây, chúng ta có phòng vệ sinh này. Nhà mình có 5 phòng vệ sinh nha. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen và bồn tắm đứng. Đây là mình quay từ phía sau ra phía ngoài cho mọi người nhìn này. Căn nhà ngang 4m5 rất là rộng rãi nha. Đó, quá đẹp nha mọi người. Nằm trên trục đường thông, kinh doanh buôn bán, làm văn phòng công ty đều được luôn. Rất là tuyệt vời. Và giá bán chỉ có 6 tỷ 480 triệu đồng thôi. Chúng ta còn được thương lượng với anh chị chủ nhà nữa. Nhà mình được tặng full nội thất. Chúng ta có khu vực tiểu cảnh ở dưới cầu thang rất là đẹp nha mọi người. Và di chuyển lên trên lầu, chúng ta tham quan 4 phòng của căn nhà này. Và nhà mình thì nằm ngay khu vực giữa có đường Cây Trâm, phường 9 và hướng nhà là hướng Tây, thì có thể phù hợp với những ai không chỉ là Tây tứ trạch. Chúng ta đây di chuyển lên tham quan lầu 1, khu vực phòng ngủ. Đây chúng ta có những bức tranh treo tường này, ngay cầu thang này. Và nhà mình có tới 4 phòng ngủ nha mọi người, tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh trong và rất là rộng rãi. Ở đây chúng ta có khu vực cửa phòng ngủ thì chúng ta sử dụng cửa gỗ sồi. Chúng ta đang vào tham quan phòng ngủ số 1. Đây này, phòng ngủ số 1 này mọi người. Chúng ta để thấy có tủ áo, tủ kệ tivi này, tủ áo này, khu vực để trang trí này, tủ áo và có giường luôn nha. Chúng ta sẽ được tặng 2 cái giường nha mọi người. Chúng ta có giường này. Và trên này chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng này. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Tất cả phòng ngủ thì gia chủ đi ống máy lạnh sẵn rồi, chúng ta chỉ việc gắn cái máy lạnh vào ở thôi.
chúng ta có những cái khu vực, cái tủ để chúng ta trưng bày những cái đồ lưu niệm cũng như là kệ sách này. Phía sau chúng ta có phòng giếng trời và phòng vệ sinh phía sau. Đây là phòng vệ sinh nha mọi người. Phòng vệ sinh chúng ta này có bồn cầu, lavabo, gương soi phía ngoài này. Đó, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen phía trong. Đây nha mọi người. Cửa phòng vệ sinh chúng ta sử dụng cửa nhôm. Cửa nhôm thì nhôm sinh pha rất là bền và đẹp và không bị ngấm nước. Đó, phòng này có giường luôn nha mọi người ơi. Phòng tại nhà ta thì có rất là nhiều khi khu vực trang trí cây xanh. Và phòng số 2, phòng phía trước này cũng khá rộng rãi này, cũng vứt này. Cũng có tủ áo và tủ kệ tivi này. Có khu vực bàn làm việc, khu vực để kệ sách. Phòng này chưa có giường. Đây, phòng này chưa có giường nha mọi người. Chúng ta chỉ được tặng hai cái giường thôi. Đó. Cái này chúng ta có cửa sổ và cửa ra ban công. Ban công mình để cây xanh nha. Rất là tuyệt vời nha mọi người. Nhà rất đẹp, vuông vức. Đây chúng ta có một cái phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh chúng ta có vẫn có bồn cầu, lavabo, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Đó. Mình di chuyển lên trên lầu 2. Lầu 2 thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta cũng có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Và một phòng ngủ được tặng giường. Đây, cầu thang chúng ta cũng có 3 bức tranh. 3 bức tranh này thì khác ở dưới nha. Phòng ngủ phía sau chúng ta cũng có giường và có đầy đủ nội thất rồi. Đó, chúng ta đi nha. Có tủ áo luôn nha mọi người. Trần thì cũng trang trí kiểu vậy nha. Đây bên này chúng ta có tủ kệ tivi và tủ để đồ cũng như là tủ kệ sách. Phía sau thì chúng ta cũng có vệ sinh và giếng trời, cửa sổ ra giếng trời và vệ sinh sau. Vệ sinh rất là vuông vức này, rất là đẹp bền này. Phòng số 3 và mình sẽ qua phòng số 4 nhé. Đây phòng cuối cùng này, chúng ta cũng có khu vực tủ áo phía ngoài và tủ kệ tivi ở đây nhé. Có khu vực cửa sổ và cửa ra ban công này. Đó. Nhà rất là đẹp nha mọi người, chỉ có 6.480.000.000 thôi. Chúng ta được thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà nữa. Hướng tây nằm trên trục hẻm thông 6m, hai xe hơi tránh nhau được luôn. Rất là rẻ và giá rất là mềm, hẻm thông luôn nha mọi người. Kinh doanh buôn bán mở văn phòng công ty, showroom, spa đều rất là tốt. Và giá bán chỉ 6.480.000.000, quá rẻ cho một sản phẩm nhà bán hiện đại. Rất là đẹp, diện tích ngang 4m2, nửa hậu 4m5 và dài là 14m. Trên này chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt và sử dụng trước sau. Và mình cũng tham quan phòng thờ này mọi người. Đây là phòng thờ của chúng ta này. Có không gian phòng thờ nha, rất là rộng này. Phía sau có chúng ta có khu vực sân phơi và phòng giặt phía sau. Đây, sân phơi và phòng giặt phía sau nha. Có nhà mọi người. À, phía ngoài chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía trước. Sân thượng phía trước của chúng ta này, rộng thênh thang nha mọi người. Thênh thang mát ngát luôn, rất là mát mẻ. Đường rộng và giá mềm. Rồi, nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo.